Mai là ngày đầu tiên tôi đi làm, ngày đầu tiên tôi thực hiện những mong ước trở thành người Viettel. Xem lại cuốn kỷ yếu công trình Viettel, sự háo hức cùng niềm tự hào trong tôi như được sống dậy khi được khám phá 24 năm lịch sử của tổng công ty. Tên là Tống Quốc Huy, là những người đầu tiên trong từ ngày thành lập tổng công ty 30 tháng 10 năm 95. Hôm nay chú dẫn cháu đi đến một số địa điểm mà công ty ta đã từng di chuyển đến làm việc mới. Chú ơi, ngày 30 tháng 10 năm 1995 thì đây là trụ sở đầu tiên của công ty chúng ta đúng không ạ? Tại nơi này năm 95 là tổng công ty ta thành lập. Ngày xưa cơ sở hạ tầng nó không được khang trang như ngày nay, chỉ là mấy dãy nhà cấp 4 thôi. Qua thời gian từ năm 95 đến ngày nay thì tổng công ty ta đã thay đổi 6 địa điểm. Địa điểm thứ nhất là năm 95 là tại nơi này. Và địa điểm thứ hai thì năm 1998 thì tại số 1 Giang Văn Minh. Và địa điểm thứ ba thì là Pháo Đài Láng, thì là thời điểm là 2003 đến 2004 thì ta chuyển sang M48 Nguyên Hồng. Và đến 2014 thì ta chuyển về số 1 Tuân Tất Thuyết. Và đến năm 2017 thì ta chuyển về số 6 Phạm Văn Bạch. Chú ơi, vậy qua 6 lần đổi trụ sở như vậy thì chú có thể chia sẻ cho cháu là cái cơ sở vật chất cũng như là tinh thần của mọi người làm việc lúc đấy như thế nào ạ? Mỗi lần thay đổi thì mọi thứ nó đều tốt lên. Công việc trải dài trên toàn nước và thu nhập thì hàng năm tăng dần theo sự phát triển của tổng công ty. Cho nên là anh em đến ngày nay là rất là khí thế. Cuối năm 97 đầu năm 98, công ty mình nhận một loạt các hợp đồng như cái trạm phát sóng cột cao của các bưu điện, ví dụ như bưu điện Hải Phòng, bưu điện Thanh Hóa. Đây có bưu điện Vĩnh Phúc thì các chú đã thi công cái bưu điện Vĩnh Phúc 85 mét đây, có nhìn thấy. Chú ơi, sau 21 năm mình quay lại mảnh đất này thì chú có cảm nhận như thế nào ạ? Sau 21 năm thì chú quay lại mảnh đất này, chú thấy phong cảnh ở đây, mọi cơ sở tầng đây nó phát triển, ngày xưa nó còn hoang sơ lắm. Mà đến ngày nay nhìn một cái cột mà các chú đã xây dựng lên vẫn mới như ngày ban đầu vậy. Chú ơi, công trình này thì được xây dựng năm bao nhiêu hả chú? Công trình này thì được xây dựng cuối năm 97, đầu năm 98, xây dựng cũng trong vòng 3 tháng. Khi thi công công trình này có khoảng cả chỉ huy nữa là 12 nhân sự. Các cái cột khác thì nó có sàn chiếu nghỉ, nhưng thằng này thì lại lấy cái biểu tượng quả cầu, quả địa cầu để làm biểu tượng, để làm sàn chiếu nghỉ. Chú ơi, trong những năm 2000 thì chúng ta có những công trình nào là tiêu biểu ạ? Trong những năm 2000 thì chú sẽ dẫn cháu đi đến công
trình tiêu biểu như đài truyền hình Tuyên Quang, tổng công ty mình thi công. Vâng ạ. Trạm phát sóng của đài truyền hình Quang thì đã đạt giải là chất lượng vàng của toàn quốc. Chú ơi, công trình này của chúng ta được xây dựng năm bao nhiêu ạ? Quá trình xây dựng thì có những kỷ niệm gì đáng nhớ đối với chú hay không? Công trình này thì xây dựng năm 2000. Muốn đẩy nhanh tiến độ thì như các chú là có 20 người thì các chú chia ra là làm 2 ca. Mỗi ca làm việc 6 tiếng. Vào buổi sáng thi công, trước lúc thi công thì có một số những yếu tố về sức khỏe thì phải kiểm tra đo huyết áp. Giám đốc Nguyễn Văn Hoàng hoặc là anh Lê Minh Nghiệm đã chỉ huy và một số chị em phụ nữ các phòng ban cũng đã lên phục vụ nấu nướng ăn uống cùng anh em, nên là chú thấy có những kỷ niệm công trình rất là vui. Sau 3 tháng thì đã xong công trình này, sau nghiệm thu đã đạt như thế là chất lượng vàng. Sau năm 2000 khi công trình này đã lên rồi thì nhiều các tỉnh bạn chưa có cột truyền hình đã lên tham khảo và tiếp tục thi công các cái điển hình như công trình của đài truyền hình Tuyên Quang này. Cột này thì cao bao nhiêu mét hả chú? Cột này là cao 124 mét, cái thời điểm đấy thì là một trong những cột cao nhất của Việt Nam. Chú ơi, công trình này của mình có những đặc điểm gì nổi bật ạ? Do hồ sơ thiết kế của nó là chân đế móng là rất rộng, kiểu thanh cánh là nó dài 5-18 mét, và thanh chủ cũng thế, cho nên là nó rất nặng, cho nên lúc anh em là thi công là rất vất vả, và dùng tời máy để tời chứ không thể khênh tay được. Nhưng anh em đã khắc phục được, đến ngày nay là đã thành công được như này. Đến bây giờ những cái hệ thống nhà mạng là đang sử dụng thuê lại của đài truyền hình là như Vina Mobile và cũng những Viettel mình cũng đang phát sóng ở trên cột truyền hình này. Đến bây giờ là công trình vẫn cứ còn đang mới và đẹp long lanh vẫn như ngày xưa, thành công nhéo nhìn các cái công trình. Chào cháu. Chú tự giới thiệu, chú là Đinh Văn Sáu. Chú là một những người mà thành lập chi nhánh Xí Nghiệp 2 đầu tiên. Mà hiện tại đến bây giờ thì chú vẫn đang làm việc cho công ty cổ phần công trình Viettel. Chú có thể chia sẻ cháu một số những kỷ niệm trước đây của chi nhánh mình được không ạ? Thế thì chú kể cho cháu một số câu chuyện từ ngày xưa. Chú là quân số của từ Xí Nghiệp 1 thuộc công ty công trình. Thì khi 2005 bắt đầu là chia khu vực chi nhánh thành 3 chi nhánh thì chú là được điều động vào chi nhánh 2 của công ty công trình Viettel. Lúc đấy thì chi nhánh mình thì có khoảng bao nhiêu người hả chú? Các chú cùng anh em từ một số ngoài Hà Nội vào thì nói chung là quân số được khoảng tầm 15-20 người. Vâng. Thế nhiệm vụ trọng tâm lúc đấy là gì hả chú? Các chú trọng tâm là đi lắp tất cả các trạm thuộc BTS của công ty công trình Viettel. Giai đoạn đấy nhân sự rất là ít thì có gặp nhiều khó khăn không ạ? Trong thời gian đầu mới chuyển vào chi nhánh thì nói chung là một số là mới vào với lại một số là vừa làm vừa tuyển, cho nên là cái thời gian đầu thì nó cũng có cái khó khăn. Là thứ nhất là cũng là những người mới, cho nên là hầu như là một số anh em ở ngoài Xí Nghiệp 1 về và tăng chia khu vực ra thì là cũng vào đến đây thì vừa làm vừa chỉ dạy cho em một số anh em đi sau, vào sau. Trong giai đoạn mới thành lập thì chi nhánh có những cái công trình tiêu biểu nào không hả chú? Mới thành lập chi nhánh khu vực 2 của Xí Nghiệp 2 á, các cái công trình tiêu biểu thì là có các trạm, thứ nhất là coi như là thi công các cái trạm BTS của Viettel mình, và thứ hai nữa là có một cái công trình tiêu biểu ví dụ như là cái cột truyền hình trên bán đảo Sơn Trà. Cột phát thanh truyền hình này được xây dựng năm bao nhiêu hả chú? Cái cột phát thanh truyền hình này là nó được thi công lắp dựng năm 2007 á. Đội thi công hết trong vòng khoảng tầm 45 ngày.
Chú ơi, bây giờ chúng ta sẽ đi đâu ạ? Bây giờ chú sẽ đưa cháu đến trạm là 057, thuộc một trong những cái cột tự đứng kiên cố ven biển của thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Trạm này được xây dựng năm bao nhiêu hả chú? Trạm 057 được xây dựng tháng 4 năm 2007. Cái trạm này thì có điểm gì khác biệt so với những trạm mà chú đã từng thi công không ạ? Về hình thù và cột thì nó có thể là giống nhau, nhưng cái địa hình thì cái trạm này nó có so với các vị trí khác là xe cẩu lớn để vào là thi công cho những cái thân cột đầu tiên á thì không vào được, thì nó khác biệt so với các cái trạm cũ. Đội thi công của xí nghiệp 2 á là thi công hết cũng tầm cả khoảng 1 tháng 10 ngày làm bằng thủ công, cho nên là thời gian nó cũng hơi kéo dài so với thực tế, mà ví dụ như các cái chỗ mà có thể dùng bằng tời máy được. Chú ơi, cái trạm này thì có đặc điểm gì nổi bật hơn so với tất cả các trạm khác không ạ? Thứ nhất là nó là cái cột tự đứng kiên cố của ven biển, và thứ hai nữa là cái độ cao, và thứ ba nữa là cái số liệu và cái kích thước của nó là cũng so với các cột là nó là khác. Nó là ở độ cao 52m, còn lại là tất cả các trạm của Viettel mình thì nó nhiều là chủ yếu là cái cột dây cua là nhiều. Cho nên là cái cột mà tự đứng kiên cố này thì nó cũng chỉ có một số thôi. Trên cột thì hiện tại là đang có các thiết bị phát sóng, là thứ nhất là 2G, 3G, 4G là phát cho thứ nhất là xung quanh thành phố và ven biển cho dân đánh bắt cá xa bờ. Bây giờ chú sẽ dẫn cháu đi tham quan xung quanh của cái trạm. Thứ nhất là nó có cột và cầu thang chạy về phòng, thì mấy bên cột đó, ngoài cột ra thì nó sẽ có một cái phòng nhà máy BTS và một phòng nhà máy nổ. Chào mừng em đã gia nhập ngôi nhà công trình Viettel. Ngày đầu tiên đi làm, để thuận lợi cho công việc, anh sẽ dẫn em đi một vòng và giới thiệu em đôi nét về tổng công ty. Mời em. Trải qua 24 năm hình thành và phát triển, hiện nay Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel là một công ty chuyên cung cấp các dịch vụ về kỹ thuật, công nghệ với quân số lên tới gần 10.000 người. Chúng ta có 13 phòng ban khối cơ quan, 63 chi nhánh, tất cả các tỉnh thành trên toàn quốc. Chúng ta cũng có 5 công ty tại các thị trường nước ngoài, hiện diện ở châu Mỹ, châu Phi và châu Á. Hiện nay chúng ta đang đứng tại trung tâm chỉ huy của Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel. Những thông tin trên màn hình chúng ta đang nhìn thấy thể hiện hiện trạng trạng thái của mạng lưới mà chúng ta đang vận hành khai thác. Việc tiếp nhận bộ máy vận hành khai thác vào tháng 4 2017 đánh dấu bước chuyển mình lịch sử của tổng công ty với quân số từ 1.000 người lên tới gần 10.000 người. Một năm sau đó, công ty trở thành Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel, đồng thời lên sàn chứng khoán Upcom với mã cổ phiếu là CTR, nằm trong top 3 các công ty xây dựng. Nằm trong chiến lược phát triển của tổng công ty đến năm 2025 với 3 giải pháp về chiến lược, đó là con người, quy trình và công cụ. Thì hiện nay tổng công ty chúng ta đang tập trung sản xuất kinh doanh trên 4 trụ chính, đó là vận hành khai thác, xây lắp, hạ tầng cho thuê và giải pháp tích hợp. Hy vọng những thông tin anh vừa cung cấp cho em thì em đã hiểu rõ hơn rất nhiều về tổng công ty. Hy vọng em và những bạn mới khác là những người trẻ tuổi có tri thức sẽ đóng góp cho sự nghiệp phát triển của tổng công ty trong thời gian tới. Thì ra chỉ là một giấc mơ. Khép lại cuốn kỷ yếu, khép lại lịch sử hào hùng, tôi sẽ bắt đầu hành trình trên chặng đường phát triển mới của công trình Viettel. Những địa danh lịch sử, những công trình tiêu biểu của thế hệ đi trước đã đem đến cho tôi những ấn tượng vô cùng sâu đậm về ngôi nhà mới. Có gì đó như thôi thúc tôi muốn trở thành một phần của tổng công ty, được góp sức mình để viết tiếp những trang sử mới. Quá khứ vinh quang là sức mạnh để thế hệ trẻ chúng tôi vươn tới những đỉnh cao mới trong tương lai.